Các lãnh đạo phòng chống tham nhũng của Việt Nam hôm 16 tháng 8 khẳng định quyết tâm dẫn độ bằng được các đối tượng bỏ trốn như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước, ngay cả trong trường hợp Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp với quốc gia mà đối tượng đó đang cư trú. Khẳng định của các lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương được đưa ra trong buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào chiều 16 tháng 8. Khi được hỏi về trường hợp của cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nói quyết tâm truy bắt rất cao và quyết liệt của Ban Chỉ đạo và các cơ quan bảo vệ pháp luật, không chỉ với trường hợp bà Nhàn mà còn với tất cả các trường hợp bỏ trốn khác, theo tường thuật của tuổi trẻ. Quan chức này cho biết có một bước tiến mới là cả những đối tượng bỏ trốn cũng bị xét xử vắng mặt và bản án sẽ là tiền đề để phục vụ cho việc truy bắt. Trong trường hợp với những nước chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp, ông Yên cho biết Việt Nam sẽ thực hiện nguyên tắc có đi có lại. Khẳng định của các lãnh đạo Việt Nam được đưa ra sau khi tờ báo Đức TASS hôm 7 tháng 8 đưa tin bà Nhàn được cho là từng đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ mua vũ khí từ nhiều quốc gia cho quân đội Việt Nam và bị truy nã quốc tế trong vụ án liên quan đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đã sang Đức và hiện đang sống tại một thành phố lớn của nước này vài tháng nay. Tờ TASS cho biết Việt Nam đã gửi đơn yêu cầu dẫn độ bà Nhàn, nhưng Sở Tư pháp Liên bang Đức đã bác đơn này. Theo tờ báo, kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017, tất cả các yêu cầu dẫn độ về Việt Nam theo nguyên tắc đều bị từ chối.